Cài đặt Z1 là 50 này. Cài đặt Z2 này. Z1, Z2 bấm đây về này. Đang đang ấy muốn về không thì bấm cũng bấm này. Đây về chuyển về phần cài đặt chế độ là giữ 10 giây này. Đây về K. K bằng 1 thì là đếm encoder, còn K bằng 0 thì là đếm đếm bình thường, đếm counter thôi. Đây, đây là hệ số nhân. Giả sử muốn giảm đi, giảm xung 10 lần thì sẽ để bằng 0,11. Còn muốn tăng xung 10 lần thì sẽ để là 10. Còn nếu mà muốn giữ nguyên thì để 0. À, để bằng 1. Đây, chỉnh dấu chấm phẩy. Dấu chấm phẩy có thể để ở số đến chữ số thứ tư. Đây chỉnh kiểu sơ le của Z1 này, thời gian của Z1 này, thời gian trễ này, kiểu đóng ngắt của sơ le Z2 này, thời gian Z2 này, R1 này, R2 này, R3 này. Đây lại về rồi.